đây? Mẹ tao ấy mà. Chào cho cô ạ. Giới thiệu với cô, con là học chung trường đại học với cả Kiên đấy. Chồng 26 tuổi, lấy vợ 62 tuổi đấy. Tình yêu bây giờ có đâu có phân biệt tuổi tác. Thế anh đã có người yêu chưa? Anh chưa. Anh làm gì đã có người yêu đâu. Anh đang sợ ế thế này. Quỷ sứ này, ghét thật đấy. Mày con kia, ai cho phép mày vay vãn người yêu của tao hả? Hôm nay người ta đón Kiên nhá, xong là chiều người ta hãy đưa Kiên đi học được không? Cũng được, nhưng mà Hương xem nào, Hương đổi cái xe nhá. Cái xe này vừa xấu vừa cũ ấy, đi mà xấu hổ. Được rồi. Với cả kiếm cái bãi xe nào gần gần đi nhá. Từ nãy giờ Kiên đi bộ đau hết cả chân rồi đấy. Thế à? Ôi thương quá cơ. Được rồi, người ta biết rồi. Tí nữa người ta đưa cho ít tiền để tiêu, gọi là đền bù, được chưa? Tự nhiên chân Kiên hết đau rồi này. Thế từ lần sau Hương lại đến đón Kiên đi học nhá. Nhưng mà Hương xem nào, đỗ xa xa một tí nhá. Chứ bạn bè Kiên nó mà thấy nó mách bố mẹ Kiên ấy. Không, nhưng mà làm như thế thì khó cho Hương quá. Hay là như này, Kiên đưa Hương về ra mắt bố mẹ đi. Không, như vậy làm sao được? Thì không muốn đưa người ta về ra mắt bố mẹ thì có nghĩa là không muốn lấy người ta gì. Làm hại đời con gái người ta rồi mà không có trách nhiệm gì cả. Không phải như vậy, nhưng mà dù gì Hương cũng một đời chồng rồi mà. Làm sao nói như vậy được? Kiên! Ai đây? Mẹ tao ấy mà. Chào cho cô ạ. Giới thiệu với cô, con là học chung trường đại học với cả Kiên đấy. Mà cô không biết chứ, ở trường nhá, Kiên hơi bị sát gái đấy ạ. Thích em nào là em mê đứ đừ luôn, chứ chả lo ế như con. Kiên! Mẹ mày không thích tao à? Không phải, mà là tao vừa xin tiền bà ấy mà. Thế nên là bà ấy hơi khó chịu ấy. Thế cả tại mày nữa đấy. Mày nói thế thì bà ấy lại nghĩ là tao chỉ lo gái gú, không lo học hành gì cả. Thế bình thường thì không như thế ạ? Thì mày là bạn tao, mày phải giữ cho tao chứ. Xin lỗi bạn nhá. Mà mẹ mày công nhận đẹp phết à? Thì bà ấy đi spa suốt ngày mà. Mà này, nhà mày là hơi bị giàu đấy nhá. Ở trong lớp ý, ai cũng tò mò về cái cơ ngơi của nhà mày ấy. Này, hay là hôm nào ấy, mày rủ mấy đứa sang nhà mày chơi đi. Thì cũng được ấy, nhưng mà chờ bà hết giận tao đã. Với cả bây giờ mà cả lớp mình qua ấy, kéo bài múc cả lớp luôn ấy. Quên mất đấy. À thôi, tối tao với mày lên bar đi. Tao muốn biết quán này á, vui lắm đấy. Nhưng mà có méng không? Sao mày lại nói như thế? Phải là nhiều méng chứ. Đi đi đi, tao đã sợ gì mày. Thiệt luôn. Kiên xin lỗi nhá. Xin lỗi gì mà xin lỗi. Chứ bây giờ không nói vậy, để cả trường biết, thì làm sao mà Kiên đi học được nữa? Thì Kiên có biết Kiên làm như thế là xúc phạm đến Hương không? Hay là Kiên chê Hương già? Không, Hương trẻ, Hương rất trẻ. Thật không? Thật. À này, hay là Kiên nghỉ học đi, mọi thứ cứ để Hương lo. Không được, Kiên mà nghỉ học bố mẹ Kiên mắng chết. Với cả Kiên là đàn ông con trai mà, cũng cần có công nghiệp riêng cho bản thân mình chứ. Chứ cứ leo đeo theo Hương mãi, Hương cũng chán Kiên đấy. Không, người ta không chán. Người ta sẽ mở công ty cho Kiên này, rồi chúng mình sẽ cùng tổ chức đám cưới. Không được như vậy, Hương bằng tuổi bố mẹ Kiên, làm sao bố mẹ Kiên chấp nhận được? Thế thì mới cần đến sự thuyết phục của Kiên chứ. Mà bố mẹ Kiên không xem Vũ Tuyến à? Chồng 26 tuổi, lấy vợ 62 tuổi đấy. Tình yêu bây giờ có đâu có phân biệt tuổi tác. Với lại Hương là người có tiền nên Kiên không cần phải lo lắng gì cả. Kiên có nỗi khổ riêng của Kiên mà, không phải thông cảm với Kiên chứ. Không biết đâu, giận rồi. Thế giận thật không? Thế thì bù đi. Thế bù cho mày cái nhá. Em,
em đẹp rồi đấy. Mà em đứng đây đợi người yêu à? Em làm gì đã có người yêu đâu. Thế anh đã có người yêu chưa? Anh á? Anh chưa. Anh làm gì đã có người yêu đâu. Anh còn đang sợ ế đây này. Quỷ sứ này, ghét thật đấy. Mày con kia, ai cho phép mày vay vãn người yêu của tao hả? Bà cô này, bà nói cái gì đấy? Ai là người yêu của bà hả? Nhìn đi, xem có đẹp đôi không? Em về trước đi nhá, tí anh giải thích sau. Không đi đâu cả, đứng ở đây, ba mặt một lời, nói luôn. Buồn giảm tí về nói chuyện. Tưởng thế nào, hóa ra chỉ là trai được bao nuôi à? Thế này thì chắc là không phải lo về tiền đâu nhỉ? Mà tôi nghe mọi người nói là anh là con nhà đại gia, được bao nhiêu là cô gái bám theo. Bây giờ bị lộ tẩy rồi, chúng nó mà biết ấy, chắc là chẳng còn ai chơi với anh đâu nhỉ? Đúng là loài bám theo vật, nồi nào úp vung nấy thì phải vừa chứ. Mày... Chào cô nhá, Sugar Mommy. Đồ rẻ tiền. Em vừa lòng vào chưa? Tụi nó dặn bảo bao nhiêu lần rồi đừng có lên đây hay không? Sao lại quát người ta như thế? Thì em sao? Bà nhìn lại bà xem, bà vừa già vừa xấu, mỗi cái nhiều tiền nữa. Bà còn muốn mọi người đối xử với bà như nào nữa? Hóa ra là như thế đấy. Chấm dứt ngay tại đây. Bà muốn làm gì thì làm, kệ bà. Em Kiên. Hương ơi, Kiên về rồi này. Cúp ngay cho khuất mắt tôi. Hương nghe kia giải thích đã. Rồi nhìn này là cưới nhá. Tôi nói cho cậu biết nhá, ở cái lứa tuổi này này, tôi cần có một người bạn làm chỗ dựa về mặt tinh thần. Vậy mà cậu đã lợi dụng tình cảm của tôi, cậu lừa dối tôi. Tôi thấy thật kinh tởm, chấm dứt luôn ở đây đi. Ai chẳng có lúc lầm lỡ ở Hương. Hương tha lỗi cho Kiên một lần này đi. Kiên hứa là phần đời còn lại Kiên sẽ ở bên cạnh Hương. Thôi đi, đừng nói những lời đường mật nữa. Tôi nghe không quen tai đâu, tôi thấy kinh tởm lắm. Được, chấm dứt thì chấm dứt. Nhưng mà trước khi chấm dứt ý, làm ơn cho tôi xin lại khoản tiền tình phí với. Cái gì? Tiền á? Cái đầu cậu không có não à? Có chứ sao không phải bà cô già. Mấy tháng qua bà có trả tiền cho tôi đâu. Ngày nào cũng 5-7 cứ cho ít đâu. Bà tính quỳ tiền tôi đấy à? Thôi được rồi, trước khi mà tôi giả tiền cậu ấy, thì cậu hãy thanh toán cái khoản tiền mà cậu vay tôi đi. Cái gì cơ? Vay gì? Tôi nợ gì mà? Đây, đây là giấy cậu vay nợ, chữ ký của cậu vẫn còn đây. Hương, tha lỗi cho Kiên lần này đi. Tha lỗi cho Kiên là một lần duy nhất này thôi. Kiên hứa là Kiên sẽ đưa Hương về ra mắt gia đình, rồi mình làm đám cưới nhá. Thôi đi, tôi nói cho cậu biết nhá, nếu mà cậu không trả cái khoản tiền mà cậu vay của tôi ý, thì ngay ngày mai thôi, cái tin mà cậu cặp bồ với tôi ý, sẽ lan ra khắp trường. Lúc đấy ý, chỉ có một cắm mặt xuống đất thôi, còn yêu ai được nữa. Hương đừng làm vậy mà Hương. Cút ngay ra khỏi nhà tôi cho khuất mắt. Hương lấy lại những gì xứng đáng thuộc về mình chứ. Bây giờ em còn quản lý cả cái việc ăn mặc của em à? Cái váy này của Phương đấy. Đi theo cô ta luôn đi. Để anh vào nhà dọn hết ra rồi tống đi một thể nhá. Em cũng nghĩ vậy.
thấy không? Quyết định đi theo anh là một quyết định đúng đắn không? Đúng là người đàn ông của em vừa thông minh mà lại còn thâm độc nữa chứ. Từ bây giờ cả cái cơ ngơi này sẽ thuộc về chúng ta rồi còn gì. Đương nhiên rồi. Mà từ giờ trở đi, tất cả những chuyện trong nhà, từ bé đến lớn, anh sẽ nghe em hết. Anh này chỉ là nick em thôi. Từ trước đến giờ nhá, bao nhiêu uất ức mà em phải chịu đựng, bao nhiêu ngày tháng chúng mình phải lén lén lút lút gặp nhau mà không được đến với nhau ấy, cũng chỉ bởi vì cô ta thôi. Bây giờ em được bù đắp, thế là xứng đáng rồi còn gì. À, mà em hỏi này, đáng lẽ ra chuyện này anh phải làm từ lâu rồi chứ, sao phải đợi đến bây giờ mới làm? Em à, mặc dù là cô ta bị bệnh nặng, nhưng mà em phải hiểu là mình phải đợi đến thời cơ chín muồi chứ. Chứ không phải là người ta sinh nghi đấy. Mà sắp tới không chỉ là cô nhà này đâu, cả cái công ty kia nữa cũng sẽ là của anh. Cả của em nữa chứ. Anh làm cái gì đấy? Từ từ thôi. Đằng nào ấy thì tất cả mọi thứ đều thuộc về anh cơ mà. Em bảo này, bây giờ anh xuống dưới kia lấy hộ em cái vali lên nhá. Thì cứ lấy đi. Thôi luôn đi, tài xế người ta đang đợi kia kìa. Nhỡ đợi rồi, đợi thêm chút nữa sao đâu. Thôi nào. Thôi được rồi, đợi anh tí. Đúng là thoải mái rồi đấy. Không gì sướng bằng người khác làm. À không, đây phải là mình đang lấy lại những gì xứng đáng thuộc về mình chứ. Đáng đời những kẻ nào ngáng đường. Em sao vậy? Anh, có phải anh vừa bật nhạc đúng không? Không, anh không bật nhạc đâu. À, nếu mà không thì thôi. Mình tiếp em nhá. Thôi. Ê. Thôi, em đã bảo bây giờ em đang không có tâm trạng, để lúc khác đi. Em làm mặc trò gì vậy? Ý anh là sao? Trò gì là trò gì? À, thôi à, em bảo này, áp lực ở trên công ty ý, thì cứ kệ hết đi, ngồi đây uống rượu với em nhá. Em lấy cái váy ở đâu ra vậy? Cái váy này á? Thì em thấy nó treo lẫn ở trong đống đồ của em ý. Em cũng chả nhớ là em mua lúc nào nữa. À, hay là anh mua cho em chứ gì? Nhưng mà thật sự là em cũng chả nhớ luôn ý. Dù sao thì cũng là cái váy thôi mà. Thật kệ đi nhỉ. Em đi thay cái váy ra luôn đi. Nhanh lên. Ô kìa, anh nói cái gì đấy? Bây giờ anh còn quản lý cả cái việc ăn mặc của em à? Em nói cho anh biết nhá, anh không có quyền hạn đấy đâu. Con này thích mặc gì, đi đâu làm gì ấy, là quyền của con này nhá. À, thôi mà, em biết là anh yêu em, nhưng mà anh đừng quan tâm em kiểu đấy nữa được không? Anh quan tâm kiểu đấy à, em áp lực lắm. Mày không đùa với em đâu. Cái váy này của Phương đấy. Cái váy này là của chị ta á? Sao lại có thể như thế được nhở? Đi theo cô ta luôn đi. Em, để anh vào nhà dọn hết ra rồi tống đi một thể nhá. Em cũng nghĩ vậy. Em không muốn trong nhà chúng ta có bất kể thứ gì liên quan đến chị ta nữa, kể cả cái bàn thờ của chị ta. Ơ, làm như vậy khác gì lại ông tờ bụi này? Rồi hàng xóm hỏi, khách cứ hỏi, biết trả lời người ta kiểu gì? Chẳng phải anh nói mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều nghe theo em hay sao? Em không biết đâu, thiếu gì cách. Cứ như thế đi, em nói một là một, nói hai là hai. Chị cũng đừng trách chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ là tiễn chị đi một đoạn đường sớm hơn mà thôi. Cứ để mọi chuyện yên ổn qua đi, rồi hàng tháng chúng
chúng tôi sẽ gửi tiền về cho chị. Tính lại rồi kể sao nào. Bình tĩnh làm sao được. Cô ta, bây giờ cô ta quay trở lại để báo thù chúng mình đấy. Em bị làm sao đấy? Trên đây làm nhiều chuyện ma quỷ. Cô ta đang muốn mình đấy. Em bình tĩnh lại đi. Em đang làm việc. Sao em lại nói những chuyện đấy? Đây là công ty của cô ta mà. Biết đâu được cô ta vẫn còn đang luẩn quẩn quanh đây thì làm sao? Ở kia là ở đây. Anh ơi, em sợ lắm. Em nên nhớ, chuyện này là do ai? Chính em là người lên kế hoạch. Không, chính em và ta chứ còn ai nữa. Không, là do anh mà. Tất cả là do anh cơ mà. Còn ai ngoài em nữa? Là vì em và ta rồi em sợ bà ta báo thù. Và rồi bà ta hù cho em kiếp vía đấy. Nhưng mà rõ ràng yêu nhau sâu đậm đến như thế. Nếu mà không phải là do cô Thái thì mọi chuyện đâu có đến nông nỗi như thế này. Bây giờ bà ta quay trở về để bà ta lấy mạng em đấy. Anh ơi, em phải làm như thế nào bây giờ? Em sợ lắm. Em bình tĩnh lại đi. Có anh ở đây rồi. Anh ơi, hay là mình chuyển nhà đi. Mình bán căn nhà kia đi nhá. Cái căn nhà đấy bị ám rồi, em không ở được đâu. Bây giờ mà cứ ở đấy nhá, ngày nào bà ta cũng trở về để bà ta đe dọa em cứ như thế này ấy. Em phát điên lên mất. Em mà như bà ta ấy, anh không lo à? Anh bán nhà đi nhá. Để anh lo. Mình đi thôi anh, đi càng sớm càng tốt. Em không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa đâu. Anh không muốn ở cái chỗ. Anh là ai? Chúng tôi là công an. Công an thì sao? Thì chúng tôi làm gì? Chúng tôi đã thu thập đủ bằng chứng chứng minh anh chị có liên quan đến cái chết của bà Phương. Đây là giấy triệu tập. Mời anh chị theo chúng tôi về cơ quan để hợp tác điều tra. Bằng chứng cái gì? Phương nào? Tôi chẳng có đem tên Phương à? Chúng tôi không biết gì cả. Được rồi, vậy thì để tôi cho anh chị xem cái này nhá. Em bị điên à? Là em xuống Phương. Rồi bây giờ sao? Rồi em ám ảnh em lo sợ cái gì nữa? Anh ý, anh mới là người. Anh chị có còn muốn nói cái gì nữa không ạ? Bỏ tôi ra. Bỏ ra? Tôi chẳng biết cái gì cả. Chính cô ta là rồi. Anh nói linh tinh cái gì đấy ạ? Chính anh là người cô ta. Bây giờ anh định đổ tội cho tôi à? Không phải trong video cô gọi chuyện đấy sao? Các anh bắt ta là người à? Nực cười. Tôi cô ta, anh mới là người hạ độc cô ta đấy. Chính anh đấy còn cái à? Chính là cô. Thôi, ai có tội hay không ấy, về cơ quan chúng tôi điều tra sẽ rõ. Đi. Thằng kia nó làm như vậy là còn nhẹ đấy. Phải tôi á, tôi đập một cái như thế này này. Không có cô ấy, tôi kiếm người khác cho nó. Bác yên tâm, chắc chắn nó không làm bác thất vọng đâu ạ. Nhà tên, anh ăn thật nhiều vào nhá. Gì cơ, mì tôm á? Không phải ai cũng hầu hạ anh như vợ cũ của anh đâu nhá. Thằng hèn. Cô nấu ăn kiểu gì đấy?
không biết lò muối để đâu à? Nấu lại đi. Kìa, đi đâu đây? Nói thế mà cũng đi à? Tôi đi làm cả ngày vất vả kiếm tiền, cô ở nhà có mỗi việc nấu ăn không xong à? Nhìn cô xem, từ trên xuống dưới ăn mặc có chỗ nào giống phụ nữ không? Chẳng như thằng đàn ông ấy, đúng là phụ nữ xấu là thất bại ở xã hội mà. Phản ứng cái gì mà cứ đến bữa ăn mà ồn ào thế hả? Mà thằng Kiên nó làm như vậy là còn nhẹ đấy. Phải tôi á, tôi đập một cái như thế này này, để mà cho cô nhớ. Thằng Kiên nó nói đúng đấy, phụ nữ không những chỉ đẹp thôi đâu, mà còn phải giỏi giang, sạch sẽ, thơm tho nữa, chứ không ai như cô đâu. Còn dâu nhà người ta ấy, xinh đẹp giỏi giang, một tháng kiếm không biết bao nhiêu tiền. Tôi không yêu cầu cô đi làm kiếm tiền đâu, tôi lấy cô về để làm vợ mà, để chăm lo cho cái gia đình này mà. Cô không biết làm vợ à? Vợ là người dưng, không có cô ấy thì tôi kiếm người khác cho nó. Sao? Oan ức lắm à? Con no rồi, con xin phép ạ. Kiên à, mẹ mang cô gái này về giới thiệu cho con đấy, theo ý muốn của con. Con qua bên đó đi. À, anh chào em nhé. Em chào anh ạ. Để bác ngắm xem nào. Trời đất ơi, hai đứa đẹp đôi quá cơ. Con ấy vừa trẻ trung xinh đẹp lại dễ thương, chả bù cho con dâu của bác lúc nào cũng lôi tha lôi thôi lếch thách, suốt ngày cắm mặt ở trong bếp ấy. Kiên, con thấy mẹ nói đúng không? Con thử nhìn xem nào. Một bên là giọt nước hoa, còn bên kia đúng là giọt nước mắm ấy. Trời ơi con ấy, con xinh đẹp quá cơ. Từ giờ trở đi á, bác giao nguyên căn nhà này cho con, bác giao luôn cả thằng con trai bác cho con nữa. Từ nay trở đi, hai đứa chăm sóc nhau nhé. Dạ vâng ạ, bác yên tâm, chắc chắn con không làm bác thất vọng đâu ạ. Em ơi, anh về rồi này. Anh đi làm có mệt không? Mệt chứ, mà anh đói quá. Em xem có gì ăn không? Có chứ, anh ngồi xuống đi. Đợi một tí em lấy đồ ăn cho nhá. Yes. Nè Ben, anh ăn thật nhiều vào nhá. Cái gì cơ? Mì tôm á? Thì tại em bận mà. Em bận gì thì bận, nhưng mà cả tuần nay mì tôm rồi mà. Thì em nói với anh rồi, em còn bao nhiêu là việc. Em phải đi chơi với bạn này, đi cà phê này. Em cũng phải đi làm nữa chứ. Đi chơi với bạn bè này không cấm, nhưng mà ít ra anh đi làm về, em phải nấu ăn cho anh ăn chứ. Anh buồn cười đấy, anh có thể ra ngoài ăn được mà. Ok, thì anh nói với em này, em là phụ nữ thì những chuyện ở chợ em phải biết chứ. Ai quy định là phụ nữ phải ở nhà nấu đồ ăn? Bây giờ nam nữ bình đẳng như nhau mà. Thế còn chuyện giặt đồ phơi đồ, anh chẳng bao giờ em làm cả. Bát đũa ăn xong anh chẳng thấy em rửa, và cả cái nhà này nữa anh chưa thấy em lau bao giờ cả. Ủa anh, nhà là nhà của anh, bát cũng là anh ăn. Anh lấy em về để làm vợ chứ không phải làm ô xin đâu, mà anh bắt em làm này làm kia. Em cái gì mà em nói không đúng à? Chuyện với em mệt quá, anh tự đi tìm đồ ăn. Đi chợ à? Thì anh ăn tạm mì tôm hôm nay đi, rồi mai em đi chợ. Anh ngán mì tôm lắm rồi đấy. Thật luôn đấy, anh cứ về cái nhà là gần cái giọng lên. Đứa nào mà chẳng đi làm như nhau, ăn thì miễn qua bữa là được rồi. Ngày gặp giọng. Ơ kìa, Ngọc, Ngọc. Em về đến nhà rồi. Hôm nay là hơi bị mạnh tay với em ấy nhá. Em vừa nói chuyện với ai đấy? Em đang làm cái gì đấy? Anh hỏi em đang vừa nói chuyện với ai đấy? Đưa đây. Anh làm cái gì đấy?
Ơ kìa. Cô điều về đấy. Đồ vô dụng. Cô vừa chửi ai đấy? Tôi rước cô về cái nhà này nó để phục vụ tôi, chứ không phải cô phá nát cái nhà này đâu nhá. Này, tôi đi với ai là việc của tôi. Anh biết cái gì mà lớn tiếng với tôi như thế hả? Cô đi đâu? Cô đi với ai? Ít nhất phải cho tôi biết, vì tôi là chồng cô mà. Cô là một đàn bà lăng loạn. Đồ lạc hậu. Cô. Này, tôi nói cho anh biết nhá. Anh nhìn lại bản thân mình đi. Anh cưới vợ về chứ không phải là rước ô xin về nhà. Anh cứ đi làm về là phải có người cơm bưng nước rót cho anh à? Không phải ai cũng hầu hạ anh như vợ cũ của anh đâu nhá. Thằng hèn. Dậy uống một chút nước chanh đi cho đỡ mệt nhá. Thôi không uống đâu. Nào, nghe lời em, uống một chút thôi nhá. Chùa thế, bỏ đi uống đâu. Có về ăn cơm không? Tối nay đừng đợi cơm anh nhá. Anh không về đâu. Anh đi ăn tiệc với đám bạn rồi. Mà với lại anh đừng gọi gì nhá. Đang chơi mà làm phiền. Bực lắm. Này, tôi nói cho anh biết nhá. Anh nhìn lại bản thân mình đi. Anh cưới vợ về chứ không phải là rước ô xin về nhà. Anh cứ đi làm về là phải có người cơm bưng nước rót cho anh à? Không phải ai cũng hầu hạ anh như vợ cũ của anh đâu nhá. Chẳng phải đây là điều con muốn hay sao? Mẹ ơi, con sai thật rồi mẹ. Giờ con chỉ ước rằng Hạnh trở về với con thôi. Con à, vợ chồng thì phải thương yêu, nâng đỡ, hỗ trợ cho nhau. Chứ làm gì có ai cả đời phục vụ ai hả con? Hạnh, em. Mẹ ơi, Hạnh về rồi mẹ ạ. Hạnh ơi, anh xin lỗi em nhá. Thời gian vừa qua em đi, anh đã thấy được rằng là cuộc sống của anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Sáng anh lầm lỗi đi làm, tối anh lại lầm lỗi về. Nhiều lúc anh chỉ ước rằng đợi bát cơm em nấu thôi. Con, thực ra Hạnh ấy, nó chưa bao giờ có ý nghĩ buông tay con. Tất cả là do kế hoạch của mẹ. Anh xin lỗi em nhá. Anh là một người đàn ông tồi. Anh đã biến em từ một người phụ nữ vui vẻ, hồn nhiên, trở thành một người phụ nữ buồn rầu và mệt mỏi. Anh xin lỗi em nhé. Cái duy nhất người vợ cần là sự quan tâm chia sẻ của chồng. Nếu như người chồng thấu hiểu được sự hy sinh của vợ, thì người phụ nữ luôn nhận mọi sự thiệt thòi về mình. Con có hiểu không? Mẹ ơi, còn xin nữa thì đánh mất người phụ nữ của đời mình rồi mẹ ạ.